Sáng ngày 25 tháng 12 vừa qua, các hãng hàng không Việt nam Airlines, Vietjet, Jetstar và Vasco thông báo hủy 34 chuyến bay đi đến các tỉnh phía Nam do ảnh hưởng bão Tembin. Việt Nam Airlines hủy toàn bộ 8 các chuyến bay trong khung giờ từ 12 giờ 40 đến 20 giờ 30 trên các đường bay giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Phú Quốc. Các hành khách bị ảnh hưởng trên các chuyến bay này sẽ được hãng bố trí đi lên trên các chuyến bay vào ngày 26 tháng 12. Còn trong khung giờ từ 15 giờ đến 23 giờ ngày 25 tháng 12. Các chuyến bay đến đi từ sân bay Tân Sơn Nhất sẽ được Vietnam Airlines điều hành linh hoạt theo ảnh hưởng thực tế của cơn bão và cập nhật liên tục trên website và trang Facebook chính thức của hãng. Hãng hàng không Vasco hủy 16 chuyến bay trong khung giờ từ 8 giờ 45 đến 15 giờ 25 trên các chặng đường giữa thành phố Hồ Chí Minh, Cung Đảo, Cung Đảo Cần Thơ và Cần Thơ Phú Quốc. Vietjet Air cho biết đã hủy 10 chuyến bay các chặng bay từ Hà Nội, Đà Nẵng đến Cần Thơ và Phú Quốc trong ngày 25 tháng 12, hãng hàng không Jetstar cũng thông báo sẽ điều chỉnh lịch khai thác một số chuyến bay đi đến từ sân bay Tân sân nhất Phú Quốc theo tình hình thực tế diễn biến của bão. Các hãng hàng không đều khuyến cáo hành khách đang có kế hoạch đến hay đi từ các sân bay khác tỉnh phía Nam cần thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình thời tiết và thông tin của hãng để chủ động về lịch đi lại.